Mời bà con cùng về huyện Lâm Hà tìm hiểu về hiệu quả từ canh tác xen canh cây ăn trái trong vườn cà phê. Như bà con và Hải Yến cũng đã biết, thì Lâm Hà là một trong những địa phương trồng cà phê chủ lực của tỉnh Lâm Đồng với gần 40.000 hecta. Mong muốn tạo tính bền vững cho cây cà phê, bên cạnh việc tăng cường đầu tư theo quy trình canh tác tiên tiến, một nhà nông ở xã Phúc Thọ, anh Nguyễn Văn Luyến đã xen canh các loại cây ăn trái trong vườn cà phê. Năm 1994, gia đình nhà nông Nguyễn Văn Luyến từ quê Hải Dương vào vùng đất Phúc Thọ định cư lập nghiệp, với cà phê là loại cây trồng chủ lực trong vườn. Vốn là người chịu khó, ham học hỏi, anh Luyến luôn trăn trở làm gì để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho gia đình. Qua tìm hiểu học hỏi các mô hình hay, mang lại thu nhập ở các địa phương khác. Từ năm 2015, anh quyết định trồng thí điểm cây bơ, xen cà phê trên diện tích 5 sào đất. Thấy cây bơ phát triển tốt, phù hợp với khí hậu địa phương, và quan trọng là đầu ra luôn duy trì ổn định. Anh Luyến đã mạnh dạn đầu tư thêm vốn, mở rộng diện tích và trồng xen thêm bơ, bưởi da xanh trong vườn cà phê, rộng khoảng 1,5 hectare của gia đình mình. Để có được kết quả như mong đợi, bên cạnh sự nỗ lực của bản thân, anh Luyến đã tìm hiểu thêm qua sách báo, tài liệu, xem hướng dẫn qua mạng Internet. Ngoài việc trồng cà phê, bơ và bưởi, gia đình anh còn trồng 3 sào dâu, bình quân mỗi tháng nuôi 1,5 hộp tầm. Hiện tổng thu nhập của gia đình dao động từ 300 đến 350 triệu đồng một năm. Không chỉ phát triển kinh tế hộ gia đình, anh thường xuyên giúp đỡ, vận động bà con trong thôn chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, cũng như là truyền những kinh nghiệm về sản xuất